Chiều 18 tháng 6, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến vào một số văn bản quan trọng. Đồng chí Đinh Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào nội dung các tờ trình của Ban Tổ chức Huyện ủy về việc đề nghị chỉ định bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Giới thiệu nhân sự đề nghị chỉ định bổ sung Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy Tân Lạc nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp đó, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy trình bày dự thảo quyết định ban hành quy trình kiểm tra và giám sát chuyên đề của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy đối với tổ chức đảng và đảng viên. Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đinh Anh Tuấn giao cho các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy tiếp tục hoàn thiện các văn bản và ban hành theo đúng thời gian quy định.